Nguyên nhân người đàn ông đổ xăng đốt tình địch giữa quán bia ở Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Văn Hoang phát hiện vợ là bà N và ông H đi ra từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường, Hà Nội. Hoang gọi thì ông H bỏ chạy. Tối ngày 23 tháng 2, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoang, sinh năm 1959, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, Hoang phát hiện vợ là bà N, sinh năm 1971 và ông H, sinh năm 1969, đi ra từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường. Hoang gọi thì ông H bỏ chạy. Do bức xúc nên Hoang đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít, đi mua xăng để đốt ông H. Sau khi mua 20.000 xăng, Hoang đi tìm thì phát hiện ông H ngồi uống bia với bạn tại quán trên đường Giải Phóng. Hoang đi tới chỗ ông H rồi đổ xăng lên người ông và châm lửa đốt. Ông H được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu, còn Hoang bỏ đi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương tiến hành điều tra và vận động đối tượng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoang đã khai nhận hành vi phạm tội.